Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tài chính công nghiệp của mình. Thì tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chú hổ từ những chiếc công nhựa và những tờ giấy màu nhé. Thì đây là chú hổ làm từ những chiếc công nhựa và tờ giấy màu mình vừa làm xong, rất là đẹp và đơn giản đúng không ạ? Thì làm được chú hổ từ những chiếc công nhựa và tờ giấy màu như thế nào? Ở dưới video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tài chính công nghiệp của mình. Thì ở tập hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một chú hổ từ những chiếc công nhựa nhé. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình thứ nhất là một chiếc súng bắn keo nến. Nếu các bạn không có súng bắn keo nến thì các bạn có thể dùng bằng băng dính hai mặt, và không thể thiếu là những chiếc công nhựa này đó. Các bạn có thể ra ngoài để tạp hóa đại lý ở ngoài, các bạn mua ở những quán nước đều có nhé. Và mình sử dụng thêm đó là hai hộp bảng màu như này, một dạng là bảng bút, một dạng màu nước để mình đi tô màu trang trí nha các bạn. Và một chiếc kéo mình dùng để cắt, và mình cũng có chuẩn bị thêm một số cái bút màu đây. Và đây mình chuẩn bị thêm giấy màu nhé. Đó, thì để làm được con hổ từ những chiếc công nhựa và tờ giấy màu như thế nào thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm nhé. Đầu tiên các bạn lấy cốc, một chiếc cốc cho mình nhé. Đây mình sẽ tháo chiếc cốc này. Rồi. Mình sẽ để cả. Đây sau đó các bạn bật luôn keo nến cho mình. Đó các bạn ướm cốc với giấy màu. Đây thì ở con hổ này thì mình sẽ sử dụng giấy màu là màu cam này các bạn. Đây các bạn này. Các bạn ướm đến tầm này các bạn cắt cho mình để tí nữa chúng ta đi dán vào xung quanh cái cốc nhé. Đó, trong khi mà chờ cho đến nóng mình sẽ sử dụng chiếc bút lông, mình đi vẽ cái mồm của con hổ nhé. Thì các bạn sử dụng cho mình giấy loại A4 màu trắng. Sau đó các bạn sẽ kéo các bạn cắt cho mình một cái hình mà chúng ta vừa vẽ anh. Đó, sau đó các bạn để gọn đây cho mình nhé. Khi kéo nến, chờ kéo nến nóng các bạn bắn keo cho mình vào đây. Đó, các bạn chờ kéo nến nóng một chút. Thì ở phần trên đầu này mình sẽ sử dụng bằng băng dính hai mặt nhé các bạn. Đây, cuộn băng dính hai mặt của mình này. Mình sẽ cắt đầu đi. Sau đó mình sẽ dán vào. Đó, các bạn kéo các bạn cắt cho mình. Bóp các đầu lại, đó, các bạn bóc cho mình. Đó. Mình sẽ ướm để giấy vào đây nha. Đó, sau khi keo nến của mình nóng thì mình bắt đầu đi bắn keo vào để mình dán cái phần giấy vào cái phần cốc này nhé. Các bạn cứ bắn ít keo một thôi, tại vì cái giấy của mình nó cũng dễ dính mà.
keo ở đây cho mình. Mình sẽ dùng keo mình cắt vì do cái giấy của mình nó do cái cốc của mình đầu to đầu bé nên mình sẽ dán từng tí một nhá, thì nó sẽ đều được cái cốc của mình hơn. Các bạn cứ cắt từ từ cho mình, sau đó các bạn dán vào. Đấy, như này. Sau đó các bạn cắt cái phần giấy thừa ở phần đáy cốc mình đi nhá. Đấy, các bạn cứ bọc từ từ cho mình. Phần này mình sẽ sử dụng băng dính hai mặt. Tiếp theo, phần băng dính thừa mình cắt đi. Sau đó các bạn lột băng dính lên cho mình. Đó. Rồi, các bạn dán tiếp cho mình. Cắt bớt giấy nha. Ở đây thì mình sẽ bắn vào cho nên đây. Các bạn lấy băng dính hai mặt các bạn dán cái phần đầu này vào cho mình nhé. Sau đó các bạn miết, sau đó rồi các bạn bóc miết để cho hai cái đầu nó dính chặt vào nhau. Đó, đây. Phần giấy thừa này các bạn cắt đi cho mình. Đó. Trong cái lúc làm dán băng keo nến thì sẽ không tránh được cái phần có tơ nến từ keo nến, các bạn vứt đi cho mình nhá. Các bạn lột sạch ra thì tí nữa chúng ta nhìn cái sản phẩm của chúng ta sẽ được đẹp hơn. Phần đáy này các bạn vẽ cho mình. Đó, mình sẽ kéo mình cắt.
cái phần này các bạn đè lên đây, dán lên đây. Đó. Theo phần là tai của chú hổ thì mình sẽ sử dụng bằng hai tờ giấy màu này. Thì vẽ. Đó, và mình sử dụng thêm hai tờ giấy trắng nữa. Cho mình sẽ đi cắt nha các bạn. Các bạn cắt hai cái hình tròn tại cái cam này. Chúng ta đi dán phần tai. Các bạn dán cho nếm vào nhé. Phần tai đây, phần tai theo mặt này. Đó, các bạn cắt hình nốt hình phần này cho mình. Đây là phần miệng nha, mình sẽ đi vẽ vào. Sau đó mình sẽ đi trang trí thêm. Đây, mình đang vẽ chữ thập ở trên đầu con hổ nha. Mặt này. Sẽ sử dụng thêm một tờ giấy màu trắng như vẽ đuôi. Giấy cam. Thank you.
Đây mình cắt này các bạn. Các bạn cắt cái phần này, các bạn dán đúng như giống cái phần tai nhá. Phần này mình xin phép mình tua nhanh một chút. Thì đây là chú hổ làm từ những chiếc cốc nhựa và những tờ giấy màu mình vừa làm xong, rất là đẹp và đơn giản đúng không ạ? Thì trong quá trình làm, mình đã hướng dẫn các bạn rất cụ thể và tỉ mỉ rồi. Mình tin rằng sau khi xem xong video, các bạn sẽ làm đẹp hơn mình đấy. Nếu các bạn cảm thấy hay thì cho mình xin một nút like và một nút chia sẻ. Các tối hàng tuần mình sẽ ra video đầy đủ về cách sáng tạo từ cốc nhựa của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Chúc các bạn thành công.